đến mấy cái bữa vlog mình không ăn sống mình không ăn. Đây bữa tối đơn giản quá vậy. Đây một tô cơm thịt thịt sườn thịt nướng các bạn. Với mỡ hành nữa các bạn. Đây cái tô canh đang chỉ đơn giản thôi. Rồi mời các bạn ăn cơm của mình nha các bạn. Chiên hay nướng? Chiên. Nướng đặt trước rồi. Nghe lắm mà nó nói ngoài nướng rồi. Nó nguồn ăn nó chưa làm ăn cơm. Ăn cho nó rây nhiều quá vậy. Rây nhiều quá vậy. Thôi,
Lần nói động nhiều anh. Không động nào. Để nó hết rồi. Dạ không biết đâu, cái thằng cháu đang bị dao cấu cắn. Cháu cắn nó cái ăn ngọt cơ nữa, cái này ăn ngọt dữ lắm. Đúng rồi, táo rẻ mà có 15 ngàn một ký rồi. Cái mặt nó lừa, cái mặt nó no, cái mặt nó gì nè, nó ngon.